Men tiêu hóa là gì? Các loại men tiêu hóa hiện nay và cách dùng đúng. Men tiêu hóa là gì? Men tiêu hóa hay còn được gọi là enzyme tiêu hóa. Bản chất của nó là một protein xúc tác sinh học cho hầu hết các phản ứng chuyển hóa xảy ra trong cơ thể con người. Thức ăn được phân rã trở thành các dạng nhũ tương để cho lớp nhung mao của ruột có thể hấp thu một cách dễ dàng. Sau đó từ vị trí này sẽ đi vào máu và nuôi dưỡng cơ thể. Cũng nhờ có nó, các liên kết trong thực phẩm sẽ được tiêu hóa ở ruột non rồi đi xuống ruột già, từ đó hạn chế các vấn đề rối loạn tiêu hóa đối với hệ tiêu hóa như ăn uống đầy bụng khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng, vân vân. Một lượng men này tiết ra ít sẽ dẫn đến rất nhiều những hệ lụy cho hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe cá nhân. Khi đó, rất dễ dẫn tới tình trạng rối loạn tiêu hóa với những triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu, gây táo bón hoặc tiêu chảy, co thắt đại tràng do thức ăn không được chuyển hóa tốt. Chính vì thế, đa phần những ai gặp triệu chứng rối loạn tiêu hóa thường tìm đến sự hỗ trợ từ loại men này. 8 loại enzyme tiêu hóa bạn có thể chưa biết. Protease là một loại men có trong dạ dày, tuyến tụy và ruột. Đây là các enzyme phân giải protein giúp tiêu hóa chúng thành các đơn vị nhỏ hơn, kể cả gluten từ các loại ngũ cốc và casein từ các sản phẩm từ sữa. Khi bụng đói, loại men này có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ cân bằng lại đường ruột. Bromelain và papain, hai thành phần này có nhiều nhất trong quả dứa và quả đu đủ, có thể giảm kích thích hệ tiêu hóa rất tốt. Lipase là một loại enzyme được tìm thấy trong miệng, tuyến tụy và dạ dày, giúp tiêu hóa chất béo và dầu, chuyển hóa thành các dạng thức ăn dễ hấp thu hơn cho cơ thể. Lactase là một loại men xuất hiện trong ruột non, giúp chuyển đổi đường sữa từ các sản phẩm sữa thành đường hấp thu. Amylase, các men này có mặt trong nước bọt và tuyến tụy để chuyển đổi tinh bột, glycogen và các carbon hydrate khác nhau thành các loại đường đơn, cellulase và hemicellulase. Sự có mặt của hai loại enzyme tiêu hóa này để chuyển đổi carbon hydrate và chất xơ khó tiêu thành các phân tử đơn giản hơn, đồng thời giải phóng các chất dinh dưỡng quan trọng như glucose cho năng lượng, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Pectinase là một loại men tiêu hóa được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, thực vật. Chúng giúp phá vỡ các carbon hydrate và chất xơ có nguồn gốc từ thực phẩm khó tiêu. Alpha-galactosida là một enzyme có thể dùng giúp tiêu hóa carbon hydrate từ rau và các loại đậu. Men tiêu hóa hoạt động như thế nào trong cơ thể? Trong cơ thể, các enzyme tiêu hóa khác nhau sẽ thực hiện vai trò tương ứng của chúng. Cơ chế hoạt động của các loại men tiêu hóa này bắt đầu được kích hoạt khi bạn nhai. Amylase từ nước bọt phá vỡ tinh bột trong miệng. Khi thức ăn xuống đến dạ dày, pepsin là một loại protease sẽ giúp phá vỡ các protein thành axit amin riêng lẻ cùng với axit trong dạ dày và các enzyme khác. Tuyến tụy là nơi sản xuất nhiều enzyme như protease, trypsin và chymotrypsin, lipase tụy và amylase tụy. Các men này sẽ đưa thức ăn đến tá tràng. Thức ăn sau khi được đi qua ruột non sẽ bị các enzyme tiêu hóa phá vỡ nhiều hơn. Ruột non lúc này sản sinh ra men lactase, sucrase và maltase. Sự phối hợp của các loại men này và cơ quan tiêu hóa sẽ giúp cơ thể bạn hấp thu các chất dinh dưỡng cần thiết. Phần thức ăn còn lại sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể. Tác dụng của men tiêu hóa: hấp thu tốt hơn các chất dinh dưỡng. Lợi ích trước mắt có thể dễ dàng nhận ra chính là men tiêu hóa có khả năng giúp cơ thể hấp thu toàn bộ những chất dinh dưỡng. Thức ăn sẽ bị các enzyme này làm phá vỡ và dễ tiêu hóa hơn. Nhờ đó hệ miễn dịch của bạn luôn khỏe mạnh, làm chậm quá trình lão hóa, bổ sung đầy đủ năng lượng cần thiết cho một ngày để đảm bảo cân nặng lý tưởng. Phòng ngừa các bệnh về đường ruột. Ruột là nơi tiếp nhận tất cả những chất dinh dưỡng sau khi đưa vào cơ thể. Tuy nhiên, nếu tiêu hóa thức ăn không đúng cách, sẽ dẫn tới những tổn thương nhất định cho bộ phận này. Điều này đồng nghĩa với việc chứng viêm trong niêm mạc ruột có thể xảy ra. Các loại thức ăn còn quá cứng, khó tiêu, không thể dễ dàng chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thế nên hệ thống miễn dịch sẽ ngầm hiểu đây là những chất không cần thiết và cần đào thải ra ngoài. Giúp nâng cao hệ miễn dịch cho hệ tiêu hóa. Khi cơ thể có đầy đủ men tiêu hóa sẽ phát huy hết khả năng tiêu hóa thức ăn và các chất dinh dưỡng. Ngược lại, nếu lượng enzyme không được sản xuất đủ sẽ dẫn tới tình trạng sau: khó tiêu, táo bón, viêm loét đại tràng, vân vân. Giảm hội chứng ruột kích thích. Thiếu enzyme tiêu hóa gây ra các tác động tiêu cực. Dấu hiệu rõ ràng nhất là các vi khuẩn trong ruột bắt đầu tiêu thụ thức ăn. Thế nên thay vì cơ thể bạn nhận được các chất dinh dưỡng thì các loại vi khuẩn này sẽ xử lý hết chúng. Một lúc nào đó khi các vi khuẩn phát triển trong ruột quá mạnh mẽ sẽ có thể dẫn tới hội chứng ruột kích thích với các triệu chứng đầy hơi, tiêu chảy và chuột rút. Hỗ trợ trong quá trình điều trị các bệnh khác.
Ngoài tất cả công dụng trên thì men tiêu hóa có thể giúp hỗ trợ những bệnh nhân trong quá trình điều trị ung thư, vì những người mắc chứng bệnh này trong quá trình điều trị vẫn luôn tiềm ẩn các tác dụng phụ ảnh hưởng đến các cơ quan khác, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Giữa các đợt điều trị, sức khỏe của bệnh nhân ung thư suy giảm đáng kể, cơ thể mệt mỏi khiến họ mất đi cảm giác ngon miệng và giảm hấp thu chất dinh dưỡng. Thế nên chính các enzyme tiêu hóa trong trường hợp này sẽ giúp cải thiện tình trạng hấp thu chất dinh dưỡng, giúp bệnh nhân khỏe mạnh và tăng tốc độ hồi phục trong quá trình điều trị. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0918884666 hoặc 0978166929 để nhận được tư vấn từ bác sĩ Hương. Nhớ like và đăng ký kênh nếu mẹ thấy hay và nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.